Thưa quý vị và các bạn, giá lợn giống cao cộng với việc dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp khiến rất nhiều người nông dân e dè trong việc tái đàn. Trong khi các giải pháp nhập khẩu thịt đông lạnh và lợn nhập khẩu sống để bình ổn lại giá thịt lợn lại đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 và công tác kiểm dịch, khiến hiệu quả của các giải pháp này đối với việc hạ giá thịt lợn của các giải pháp đều không cao. Thị trường thịt lợn do vậy bước sang quý 3 gần nửa tháng rồi nhưng vẫn ở mức cao hơn nhiều so với tính toán của chính phủ. Hôm nay, ngày 13 tháng 7, giá lợn hơi miền Bắc đứng im trong khi miền Trung Tây Nguyên và khu vực phía Nam tăng nhẹ. Thị trường lợn hơi miền Bắc hôm nay không thay đổi so với hôm qua, tiếp tục ở mức giá khá cao, quanh ngưỡng 90.000 đồng 1 kg. Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Vĩnh Phúc đang trong khoảng 91.000 đến 92.000 đồng 1 kg. Phú Thọ và Tuyên Quang từ 88.000 đến 89.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại 90.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg ở một số địa phương. Tại Bình Định, Ninh Thuận tăng 1.000 đồng, lên ngang Thanh Hóa và Lâm Đồng 86.000 đến 87.000 đồng 1 kg. Quảng Trị và Quảng Ngãi thấp nhất nước 81.000 đến 82.000 đồng 1 kg. Riêng Bình Thuận, giá lên 93.000 đồng 1 kg, cao nhất cả nước. Các tỉnh còn lại phổ biến ở mức 83.000 đến 85.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg ở một vài địa phương. Cà Mau tăng 2.000 đồng, Tiền Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng cùng tăng 1.000 đồng, lên mức giá phổ biến toàn miền từ 86.000 đến 87.000 đồng 1 kg. Thủ phủ lợn hơi Đồng Nai 92.000 đồng 1 kg, cao nhất miền. An Giang 84.000 đồng 1 kg, thấp nhất miền. Thưa quý vị, kể từ cuối năm 2019 thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đã có văn bản gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc tái đàn lợn. Trước đó vào tháng 7 năm 2019 thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có văn bản gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc trung ương về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về chăn nuôi an toàn sinh học để phòng chống dịch tả lợn châu Phi và các văn bản khác về kiểm soát vận chuyển lợn nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong vùng có dịch. Thế nhưng với những thành phố trực thuộc trung ương như là Hải Phòng, dù đã có hướng dẫn chỉ đạo, song việc tái đàn cũng hết sức dè dặt và khó khăn, nhất là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đến nay thì thống kê tổn thất tổng đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi của Hải Phòng là trên 60% tổng đàn, nhưng việc khôi phục tái đàn hiện nay thì diễn ra rất chậm, ghi nhận của các phóng viên thời sự. Thưa quý vị, con lợn ái này thì được gia đình nhà ông Ái ở xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo của thành phố Hải Phòng ví như thần tài. Khi mà dịch tả lợn châu Phi xuất hiện vào tháng 3 năm 2019 đến nay thì một con ái này đã sản sinh ra hơn 30 con lợn con và mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Và đây cũng là một trong hai hộ gia đình giữ được hai con ái sau dịch tả lợn châu Phi tại xã Thanh Lương. May mắn là con lợn của nhà tôi thì xung quanh là đều bị hết, riêng con lợn này thì không bị gì cả. Sau dịch thì bán được có 350 một con, lợn đẻ lần thứ hai thì tôi bán được hơn triệu một con. Thế còn để lại 3-4 con nuôi, thì đợt này thì nó đẻ được 8 con thì nhà tôi để lại nuôi tất. Trước khi có dịch tả lợn châu Phi, xã Thanh Lương có đến 170 hộ chăn nuôi lợn với quy mô tổng đàn gần 2.000 con. Sau dịch, chỉ còn 23% số hộ chăn nuôi tái đàn và duy trì nuôi với tổng đàn 200 con. Như vậy, số hộ chăn nuôi đã giảm 1/10. Dịch tả châu Phi nó thiệt hại lớn quá. Thế nên nhân dân thì kiệt quệ về cái vốn liếng. Đấy, dồn dịch vào đấy hết là nó bị dịch là chết hết. Chúng cả khu vực này bây giờ là không có ở đâu có giống lợn cả. Mà có đấy chẳng nữa thì nó không đúng nguồn gốc thì cũng không dám vào. Vì nó quá đắt. Sau khi mà dịch tả châu Phi xong kết thúc ấy, thì chúng tôi còn lại hai hộ là chăn nuôi là giữ lại được hai con lợn nái. Thế và sau khi mà thời điểm mà huyện là công bố hết dịch là cho phép được tái đàn thì bà con nhân dân là bắt đầu tái đàn lợn. Thì hiện nay đối với địa phương chúng tôi có khoảng 40 hộ chăn nuôi, nó khoảng độ 200 con lợn vừa lợn nái và lợn thịt. Trước dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn của Hải Phòng có 344.000 con. Trong đó, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô dưới 50 con chiếm 50% tổng đàn. Dịch tả lợn châu Phi đã khiến trên 2.400 trong tổng số 19.200 cơ sở có lợn bị tiêu hủy và cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 97%. Hiện tại, tổng đàn lợn của Hải Phòng có 138.300 con, chiếm 40% tổng đàn so với thời điểm trước khi có dịch. Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, ngoài nguyên nhân do thiếu vốn và con giống cao, sau dịch nhiều hộ chăn nuôi đã chuyển sang chăn nuôi gia cầm, nên việc tái đàn diễn ra chậm. Thành phố đã có chính sách nghị quyết 13, trong đó thì có hỗ trợ lãi suất vốn vay xây dựng trang trại quy mô lớn, thì hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong thời hạn là 3 năm và vốn vay không quá 500 triệu. Hiện việc tái đàn ở Hải Phòng phát triển rất mạnh tại các trang trại và gia trại là chủ yếu, còn các cơ sở, hộ nhỏ lẻ diễn ra chậm và gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 5 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,72 triệu tấn thịt lợn, trị giá 5,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 161,4% về lượng và tăng 323,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Thưa quý vị, theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 5 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,72 triệu tấn thịt lợn, trị giá 5,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 161,4% về lượng và tăng 323,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Các chuyên gia đánh giá những diễn biến của thị trường thịt lợn Trung Quốc cũng có nhiều nét tương đồng với Việt Nam khi dịch tả lợn châu Phi âm ỉ, khiến việc tái đàn của người dân bị ảnh hưởng. Giá lợn hơi trong ngắn hạn sẽ khó có thể giảm sâu, dù ngành chức năng đã cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngành thú y nước ta kỷ niệm tròn 70 năm truyền thống, ngày 11 tháng 7 năm 1950, 11 tháng 7 năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng, biểu dương các thế hệ cán bộ, người lao động, doanh nghiệp trong ngành thú y đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành nông nghiệp nước nhà và sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tựu to lớn của ngành thú y suốt 70 năm qua trong công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, bệnh lây từ động vật sang người, sản xuất thuốc, vaccine thú y phục vụ trong nước và xuất khẩu, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Chủ tịch nước cũng động viên ngành thú y cần quyết liệt đổi mới, đoàn kết thống nhất, trách nhiệm, hiệu quả và chủ động hội nhập. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 125 về bài trừ dịch tễ. Đây là một trong những văn bản pháp luật quan trọng đầu tiên của nước ta về công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật. Và từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 11 tháng 7 là ngày truyền thống ngành thú y cả nước. Sau 70 năm hình thành và phát triển, ngành thú y đã có những đóng góp rất quan trọng cho sự nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ sức khỏe động vật, tạo điều kiện chăn nuôi, hàng hóa, phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Nhờ những bước phát triển mạnh mẽ của ngành thú y, nước ta đã trở thành một trong những cường quốc trên thế giới về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Từ những đóng góp vô cùng quan trọng này mà trong sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành thú y và đón nhận huân chương lao động hạng nhất với sự tham gia của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Với hệ thống quản lý thú y xuyên suốt từ trung ương tới địa phương, sự chủ động trong nghiên cứu, sản xuất thuốc thú y và đặc biệt là các loại vaccine phòng dịch. Đến nay, nước ta đã loại trừ hoàn toàn bệnh dịch tả châu bò, kiểm soát tốt các loại dịch như dịch bệnh cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng và thời gian qua là dịch tả lợn châu Phi. Hiện toàn ngành thú y Việt Nam vẫn phải đương đầu với rất nhiều khó khăn thách thức khi mà các loại dịch bệnh trên gia súc gia cầm, thủy sản vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi vừa qua. Cùng với đó, yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và sản xuất hàng hóa cũng khiến công tác quản lý ngành thú y càng cần phải được tăng cường. Trao huân chương lao động hạng nhất cho Cục Thú y, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương tinh thần vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi mà ngành thú y đã đạt được trong thời gian qua. Lực lượng ngành thú y tại các cơ quan của nhà nước, cơ sở đào tạo, các trường dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, các hội, hiệp hội trong lĩnh vực thú y với bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng sẽ ngày càng có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho ngành thú y, cho nền nông nghiệp và cho đất nước để xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành thú y, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành thú y phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới. Đó là phải tiếp tục bám sát nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người, phòng dịch bệnh xuyên biên giới trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Đặc biệt phải chú trọng tới việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, kiện toàn bộ máy thú y các cấp, tránh để dịch bệnh bùng phát như thời gian vừa qua. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. Trước hết là cần tập trung nguồn lực để kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi và các bệnh nguy hiểm lây sang người. Đồng thời cùng với ngành chăn nuôi phải xây dựng các vùng chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để phục vụ nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Thứ hai là tổ chức tốt công tác kiểm soát giết mổ, quản lý kháng sinh, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự lớn mạnh của hệ thống thú y toàn quốc đã góp phần vào phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nói riêng và toàn ngành nông nghiệp nói chung. Đến nay, ngành thú y đã xây dựng được hơn 2.000 chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh, các doanh nghiệp đã sản xuất được 12.000 sản phẩm, đáp ứng hơn 80% nhu cầu thuốc phòng trị bệnh trên gia súc gia cầm và thủy sản. Có 10 doanh nghiệp sản xuất được trên 150 sản phẩm vaccine phòng dịch các loại.